Chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, thứ tư tuần vừa qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được cô Tâm Nhật giảng kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược và thầy Quảng Hiếu giảng kinh Tăng Nhất A Hàm. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược, cô Tâm Nhật giải thích do ông A Nan đã thỉnh Phật dạy con đường tu thiền định để ra khỏi sanh tử, nhưng đến giai đoạn này ông vẫn cho rằng thấy là do con mắt và cái biết suy nghĩ tìm kiếm là tâm. Phật dạy A Nan cái đó không phải là tâm của ông, khiến cho A Nan giật mình nên đáp rằng: nếu đó không phải là tâm của con thì gọi là cái gì? Nếu không có tâm thì con đồng với gỗ đá sao? Khi ấy Phật chỉ dạy, đó là sự tưởng tượng những tướng hư dối của tiền trần, làm cho mê mờ chân tánh, nhận giặc làm con, quên mất tính bản lai thường trụ. Thật vậy, chúng sinh từ vô thỉ đến nay đều nhận lầm bóng dáng hư huyễn tưởng tượng của tiền trần, và tâm phan duyên là chân tâm của mình. Những tướng của tiền trần là những hình ảnh, âm thanh, hương, vị, xúc chạm được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ghi nhận, rồi khi thức chen vào là ý thức sanh ra phân biệt, yêu ghét, vân vân. Cũng từ đây chúng sinh có sự chấp chặt làm trôi lăn trong luân hồi. Tôn giả A Nan cũng là đại diện cho chúng sanh, đều nghĩ trong đời sống sinh hoạt, những gì chúng ta nghĩ và làm đều do tâm này. Cho dù cung kính tam bảo, cúng dường, bố thí cũng là tâm này, hay tham lam, sân hận, làm ác, chê bai, mắng nhiếc thì cũng do tâm này. Nay Đức Thế Tôn chỉ rõ, cái đó không phải là tâm, nhưng ngoài cái đó ra thì không có cái gì khác nữa để có thể gọi là tâm. Ông sanh lòng kinh sợ và đại chúng cũng nghi hoặc, nên cúi xin Phật từ bi chỉ dạy cho người chưa giác ngộ. Đức Thế Tôn từ mẫn, xoa đầu A Nan và bảo cùng đại chúng rằng, các pháp phát sinh đều do từ tâm này, cho dù là nhân quả, nghiệp báo, hư không bao la, núi cao hùng vĩ, hay nhỏ như cành hoa, ngọn cỏ, thậm chí nhỏ như vi trần, cũng là do tâm này mà có thể tánh, hiện hữu. Huống chi, bản tâm sáng suốt, thanh tịnh, nhiệm màu là bản chất của mọi tâm niệm mà tự nó không có thể tánh hay sao? Phật lại bảo, nếu chấp tánh phân biệt cho đó là tâm, thì khi nó rời khỏi bóng ảnh của tiền trần, tức sắc thinh hương vị xúc, thì nó phải riêng có toàn tánh. Nghĩa này giống như ví dụ của chiếc gương soi được những vật thể hình ảnh lướt qua nó, nhưng khi không có vật thể đi qua, tính trong sáng luôn soi chiếu của gương vẫn còn đó, luôn ở đó không mất đi. Như Phật nói, nếu chấp tánh phân biệt là tâm, thì khi không có trần cảnh, tự thể tính thấy biết đó vẫn còn tồn tại, thì đó mới thật là tâm. Tâm này thường hằng, tịch tỉnh, mà vẫn luôn soi chiếu, đó là diệu dụng của tâm thể. Phật đã dần dần dẫn dắt để cho đại chúng thấy được thật tánh chân tâm của chính mình. Lời Phật dạy khiến ông A Nan và đại chúng chứng được vô sanh pháp nhẫn. Vô có nghĩa là không, sinh là sinh ra, nhẫn là thể ngộ, là nhận thức được sự lý và tin nhận. Tóm lại, người tu tập nhận biết được, ngộ ra được thể tánh vốn bất sanh bất diệt của chân tâm. Nhẫn có ba bậc. Một, âm hưởng nhẫn là nhờ vào âm thanh, ví như nghe pháp của Phật mà giác ngộ, phát khởi tính tâm vững chắc, tuy chưa thấu được chân tánh một cách rõ ràng. Bậc này là văn tuệ. Có tuệ nhờ nghe pháp và thuộc vào hàng thập tín của Bồ Tát Đạo. 2. Nhu thuận nhẫn, còn gọi tư duy nhu thuận. Bậc này sau khi nghe pháp, dùng trí tuệ tư duy
và thấy được pháp Phật dạy là đúng như thật. Nhờ vậy liễu ngộ được chân tâm bản tánh, hàng phục phiền não, điều phục được các căn. Đây là bậc tư tuệ tương đương với thập trụ, thập hạnh của Bồ Tát Thừa. Vô sanh nhẫn là bậc tu tuệ tương đương hàng thập địa Bồ Tát, dứt trừ phiền não, chứng lý vô sanh. Vào giờ học kinh Tăng Nhất A Hàm, trong phẩm đệ tử, Thầy Quảng Hiếu giảng về biệt hạnh của tôn giả Đại Ca Chiên Viên là bậc luận nghĩa đệ nhất. Với trí tuệ đầy đủ, Ngài luôn giảng giải giáo pháp của Phật từ ý nghĩa cô đọng thành những bài pháp rất chi tiết, đúng nghĩa cho tất cả những ai đến với Ngài, gồm cả chư tỳ kheo trẻ và cư sĩ tại gia đều được thấu triệt lời pháp Phật dạy. Tiền thân của Ngài Ca Chiên Viên vào thời Đức Phật Tối Thắng Liên Hoa là một gia chủ giàu có. Một hôm đến chỗ Phật giáo hóa, nghe Phật khen một vị tỳ kheo có biện tài giải thích những lời dạy vắn tắt của Phật. Cảm thấy kính ngưỡng vị tỳ kheo này, nên gia chủ ước muốn trong tương lai sẽ được thành tựu phẩm hạnh và trí tuệ như vị tỳ kheo ấy. Trong một tuần thỉnh Phật và chư tỳ kheo về nhà để cúng dường trai tăng và nói lên lời phát nguyện, được Đức Phật Tối Thắng Liên Hoa thọ ký sẽ trở thành vị luận nghĩa đệ nhất vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Ca Chiên Viên khi chưa xuất gia làm quan cho một vị vua, nhân vua nghe tiếng tài giỏi của Phật, muốn thỉnh Phật về vùng của vua để thuyết pháp, bèn cử ông cùng 6 người đi thỉnh Phật. Khi đến nơi, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ông xin xuất gia và chứng thánh quả A-la-hán. Bấy giờ ông cung thỉnh Phật về chỗ của ông để giáo hóa. Thế Tôn nói, Phật không cần phải đi, chỉ cần ông hiện hữu nơi đó cũng đã đủ năng lực để độ mọi người, vì Phật thấy ông có túc duyên với họ hơn Phật. Bấy giờ có người con gái thấy bình bát Ngài còn trống khi đi khất thực, muốn cúng dường thực phẩm cho Ngài, nhưng vì quá nghèo đã phải bán đi mái tóc của mình. Nhà vua khi biết chuyện, cảm khái tâm ý cô gái đã cưới nàng làm hoàng hậu. Đây là phước báo khi dụng tâm cúng dường cho bậc thánh tăng. Nhắc đến biệt hạnh đệ nhất tài lộc và lợi dưỡng của tôn giả Sivali, Thầy Giáo Thọ giải thích, đối với người không thấu triệt về nhân quả, tỳ kheo Sivali được xem là vị thần tài có khả năng giúp họ thành tựu tài lộc trong công ăn việc làm. Trong kiếp quá khứ, thời Phật Tỳ Bà Thi, muốn phát tâm cúng dường Phật nhưng là một người làm công rất nghèo khó, chỉ được trả công bằng một hũ mật ong. Ngài đã đem hũ mật góp vào để cúng trai tăng với ước nguyện thoát khỏi cảnh nghèo. Một kiếp quá khứ khác, khi thấy có một tỳ kheo được Phật tuyên dương là đệ nhất tài lộc, đệ nhất về lợi dưỡng, nên khởi ước nguyện được như vị tỳ kheo này. Từ đó trải qua vô số kiếp làm vị tỳ kheo, việc hạnh của Ngài là xả tài, xả thí. Tất cả các tài sản đều đem cúng dường bố thí, làm lợi ích cho rất nhiều người. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau: lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, Thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ học Kinh Lăng Nghiêm Yếu Lược do cô Tâm Nhật giảng và Kinh Tăng Nhất A Hàm qua lời giảng của Thầy Quảng Hiếu. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời kính mong tất cả học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới cũng như những thông báo cần thiết để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bodephatquoc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học
Quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.